Phần 2 hả? Vườn Thu Yển bay trên Đà Lạt á. Trời ơi, cái vườn Thượng Yển này mà hồi xưa vậy á, chắc không có vua chúa nào dám mời khách qua chơi đâu á. Trời ơi Linh, tao vô đây tao không biết tao mặc cái màu gì để khỏi bị trùn luôn á Linh. Ủa mọi người sao vậy? Tao lại mày luôn á Linh, mày bỏ giùm tao cái Đà Lạt cái đi. Trời ơi anh, nó chưa tỏn kìa. Đà Lạt giờ như buffet rẻ tiền vậy đó, món nào cũng có món nào ngon đâu. Nhỏ này. Ê, hai đi Vũng Tàu, quán cà phê mới kêu nhờ. Đâu? Ui, nhìn quá ổn nè. Ờ. Vậy đi nha. Ờ, bữa nào đi? Lúc nào mày cũng nói vậy mà không thấy mày đi luôn quên. Không có nha má, hôm bữa mới đi xong. Hình như là đi Phan Thiết đúng không? Không nha. À, đúng rồi, hôm đó chó thông nó ê, bệnh. Ê, nói vậy mày. Lộn. Chó của thằng chó thông nó bệnh nên đi không có được. Ăn, nuốt dở với em kìa. Nhỏ này, nhỏ mà hổ mày. Ờ. Rồi cái lúc á, quyên đám tụi tao mày có hình đi Cần Giờ cho đã xong. Rồi mày bảo là mày thất tình, mày đâu chịu đi. Ủa chứ hôm đó tao buồn tụi mày đi, tụi mày có vui không? Thì đúng rồi, cái lúc mà tụi mày làm lành với nhau á, tụi mày dắt lên Đà Lạt á. Không biết lúc đó buồn chỗ nào ha. Ờ. Chụp hình đang phay mà tao tưởng là chụp hình cưới thôi chứ. Ờ. Ủa chứ sao, thì tụi tôi hết giận với nhau rồi tụi tôi đi, có sao đâu. Rồi xong, tụi mày đi về cũng chia tay. Ê Linh, mày không nói không ai biết mày có tồn tại đây luôn Linh. Bởi vì con nhỏ này sống theo cảm xúc xích quá ha. À. Còn ông nữa. Anh mày sao? Ông coi lại ông đi nha. Coi lại hổ bố mày cái, bố mày sai chỗ nào. Chứ gì nữa, mỗi lần mà nhóm này mà hẹn nhau đi chơi, ông toàn nó bận không mà. Bận sinh nhật, mà sinh nhật hoài vậy. Chứ bây giờ tao đâu có quyết định được bạn bè họ hàng tao đẻ lúc nào đâu Miu. Vậy quyết định được gì? Ông quyết định là mày được đẻ lúc nào. Đứng mà hổn mày. Nhưng mà tao quyết định được mày chết lúc nào. Mẹ bận. Nói nó dơ đồ quỷ. Thôi không nói chuyện cũ nữa. Giờ có đi hay không chốt luôn không nói nhiều. Đi thì đi tao sợ gì. Ok bạn ngồi đi. Rồi giờ không đi Đà Lạt nữa ok chưa? Ok. Bữa đi núi rồi giờ đi biển. Ok. Chốt Vũng Tàu. Ok. Giờ giờ thì mà biển này ngon hết. Giờ tính ra mày không tắm luôn á không? Mà chỉ đi dạo chụp hình thôi à. Mắc cười quá, biển này sao chụp hình trời. Thôi qua đi chứ cũng giờ thiệt. Đúng rồi đó. Yeah. Vậy Nha Trang. Okay. Trung tâm luôn. Không nha. Ừ. Phải là cái view biển nó mới đẹp. Đúng rồi. Bây giờ mày nghĩ thử coi, sáng mày ngủ dậy mở mắt ra trước mặt mày là biển. Trời má đỉnh. Tao mới vừa thiết kế là bộ sưu tập bikini mới cho nữ tao cho mày. Trời, cái con này mày làm cái gì? Nhưng mà trung tâm mới có chỗ ăn, chỗ chơi chứ. Mày muốn ăn chơi, mày về Sài Gòn mà chơi. Đúng rồi. Nhưng mà không tính cho tao ăn luôn hả? Không má, chỉ cần tao có hình đẹp là tao đủ no rồi. Mày có chụp nhiều đi nữa mày cũng no nổi đâu. Tại biết sao mà nhỏ đi chụp hình đâu ăn ảnh đâu. Mày tin tao ăn mày luôn không? Vô Phật. Thôi, cãi nhau chi nữa mà bút chỗ nào bên Trần Phú gần bờ biển á. Ê, vậy có chỗ này nè. Ai mà chờ anh cái phòng gym hả? Trời đất ơi, đi chơi tập gym chứ anh. Ăn siết bóng có được. Không ấy á, anh siết cái mỏ anh lại có vẻ là hiệu quả hơn á. Ủa mày đủ đi chơi mà hổ ai chơi mày. Rồi thôi giờ chỗ này nè có phòng gym luôn. Ơi ok ấy nha. Book 3 phòng đi. Gì 3 phòng 2 thôi chứ. Thì anh với Thông 1 phòng, Linh 1 phòng, em 1 phòng. Ủa rồi sao mày không ngủ với tao? Bồ tao nó ghen má ơi. Ủa? Trời đất ơi, Linh nó lận gái luôn má. Ngược ngào vậy? Thì bởi vậy bồ tao mới ghen đó. Bồ mày nó hổ. Nếu ghen quá thôi qua ngủ với tao. Ừ, không được luôn má. Mày cũng ghen hả? Ừ, nó ghét lắm. Nó ghét mày đề hả? Không, nó ghét mày. Rồi hai đứa con gái phòng riêng đi. Anh chứ Thông dễ mà. Không, hơi khó nhẹ nha. Vậy em hơi ngại ngủ với anh á. Mày thích tao hả? Không, anh nghe hơi to á. Mày có ngủ lộn với thằng nào không? Ngủ với Trang chưa lộn với thằng nào chứ.
Ok thì phòng riêng. Giờ là 4 phòng riêng đúng không? Ừ. 4 x 600 3,2 triệu. Khoan, nói về cái phép tính của mày đi. Phòng gì mắc dữ vậy? Thì gần biển, gần trung tâm, lại có phòng gym nữa, sao rẻ được. Giờ đi 2 ngày mà 1,2 triệu. Trời ơi, mỗi đứa hơn 1 triệu tiền phòng luôn. Ủa chứ gì ba, anh đòi vậy mà. Kiếm chỗ nào rẻ hơn chứ đi. Trời mắc cười quá à. Đi chơi thoải mái xíu đi chứ. Đi chơi với nhau, ở với nhau là vui rồi hả? Nhưng mà không có hình đẹp tôi không có vui. Mày vui làm gì mà chụp hình cưới với tụi tao hay gì? Ôi trời. Hả? Hả? Mày dẹp cái biểu biển của mày đi nha. Còn mày nữa, con bóc vịt lộn kia. Mày á. Cái gì? Mày ngủ mày đeo tai nghe mày ngủ được mà. Ông này công nhận tính toán ghê luôn á. Sao tính toán bằng bồ mày? Nó tính toán làm sao? Chơi không trả tiền. Đi chơi với ông nó không trả tiền đúng rồi. Nó đi với gái. Đi với con nào? Con Linh. Ê tụi bay, ba má tôi sắp đi Phú Quốc nè. Thuê cái biệt thự 10 người ở luôn á. Ba má kêu rủ bạn đeo. Ê, biệt thự hả? Có phòng riêng không? Trời ơi, có chứ, cho mấy bà chồng trước luôn. Có phòng riêng luôn không? Đầy đủ tiện nghi. Có gần biển, gần trung tâm không? Em nói nhà trong bán kính 5 cây đúng không? Mọi hoạt động đều có, thích lấy xe hơi đi luôn. Có nhà xịt đít không? Mỗi phòng có 1 cái. Đó, vậy là tốt rồi, cả nhà đều vui luôn. Trời ơi, có bạn đại gia mà bữa giờ không biết lợi dụng. Không biết tận dụng. Ta thấy vậy nó mới khỏe, chứ ngồi cãi lộn nãy giờ là hơi mệt đó. Ôi, vậy khi nào mình đi vậy? Cuối tuần sau đi. Tuần sau hả? Đừng nói đi sinh nhật ai nha. Sinh nhật tao. Tôi bận đi Đà Lạt chơi với bộ Linh rồi. Còn chó của em cuối tuần hay bị bệnh đó. Ủa, hai đứa bay không đi ăn sinh nhật tao hả? Cái Đà Lạt giờ nó như là cái gì đó tao quên rồi. Hay đi Đà Lạt, quán cà phê nhỏ kiểu đi Đà Lạt. Mày không nói người ta biết mày không tồn tại đây luôn. Là hồi tuần này. Kiếp. Thôi không được luôn. Mày hạt hình đúng không? Tại vì mình phải có năng lượng. Tại bây giờ mày có làm chung với tao cái này không con quỷ? Mày bỏ cái này luôn rồi, mày không làm cái này luôn rồi. Giờ tao không tương tác với mày, tao giọng mỏ mày đó. Ta là video tao xéo sắc đó. Ok. 3, 2, 1. Cậu đừng mắt ra cho tao. Còn mày đứa con kia, con bóng kia. Sao nó xị rồi? Không. Okay. Không, em nghe chửi thông con bói em mắc cười á. Con cười chứ. Tính toán ghê luôn á. Không, nó hợp. Không, nó hợp, nó cười hợp. Ok, 3, 2, 1. Bao nhiêu? 3, 2, 1, em kêu diễn luôn. Thôi, cho mày, cho mày. Thiệt á. Có phòng ngủ không? Có phòng ngủ. Em lộn. Trời ơi, cả nhà đều vui hết rồi. Cái phòng này gì? Nó thoại công nghe TVC đồ mất thầy. Trời ơi, cả nhà đều vui hết rồi. Không xì mới lạ. Đằng nào cũng phải quay lại. Em có thoại. Cái ông nó thoại xong miệng. Đồ không chấp nhận. Trời ơi, cả nhà đều vui hết rồi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với một tập phim dễ thương ở một cái không gian khá là dễ thương trên kênh ảo Movie. Và hôm nay chúng ta có mặt ở đây với lại những cái gương mặt của mèm cho một tập phim mới. Thực ra thì khi mà mình nhận cái kịch bản thì mình tưởng mình là một dòng vai mèm mọi người. Nhưng mà cuối cùng thì mình đã đóng vai BD thì mình thấy rất là kịch kỳ. Mọi người kêu mình cái mặt mình có căng bóng á. Mình làm mình có căng bóng á. Nếu mà các bạn qua tập này các bạn cũng thấy mình có cái nét nem không gọi là gây kính. Không anh, nó lòi ra, nó lòi ra hết luôn anh. Thật ra đây là một sự thử nghiệm. Đối với anh là một sự thử nghiệm, còn đối với Thông là một sự thể nghiệm các bạn à. Cái gì thể nghiệm? Anh nói gì vậy? Em thực nghiệm. Cố gắng em nhập vai thôi chứ em trải nghiệm em như vậy thì. Mà trong cái bộ phim này thì Nam là một nhân vật giàu nhất team các bạn. Luxury đó, nghe không? Giờ này Nam cũng đắp trên người nhiều hộp xoàn kim cương đồ này nọ đó. Bữa mới mua đắt tay 30 triệu hả?
Cái gì cái cầu của anh Binzy nè? Những thứ đã khoe này chứng minh ai cũng có thể lấy được. Mình phải cháy đi rồi mình hãy lấy được. Phải cháy hả? Ra thì trong cái kịch bản lần này thì đối với Thông mình thấy thích thú nhất là tại vì đây là câu chuyện của những người bạn. Thì bình thường là tụi mình cũng hay ngồi nói chuyện với nhau, cuộc sống với nhau rồi. Riêng cái đám tụi mình là hay đi tập võ với nhau. Tụi mình nói chuyện đây thì nó cũng dễ diễn với nhau hơn, đúng không? Thực ra là mọi người thấy tụi mình hay chửi Thông nhưng mà tụi mình rất là yêu thương và... Thôi, đừng. Yêu thương và quý trọng công sức của Thông. Cảm ơn mình nói những cái lời mỹ miều đó. Thật ra thì anh có chia sẻ một cái này, các bạn cũng sẽ cảm thấy một cái điều rất là đặc biệt. Đối với những bạn diễn viên trẻ thì cái chuyện mà các bạn lên set, các bạn gặp những người hoàn toàn mới và các bạn phải đóng một cái vai thân với những người mới á, nó sẽ cực kỳ khó khăn. Cần quay xong ngủ với bồ của bạn luôn. Oh, wow. Ủa bạn ngủ với ai vậy? Tôi ngủ với bồ nó ngủ với bồ tôi. Không có tôi ngủ đâu. Quay rè. Sau phim này thì mọi người có dự định là có những cái vai diễn nó mang tính chất nào trong các cái nhạc phẩm tiếp theo? Nhạc phẩm tiếp theo em có làm gái. Mọi người à, mình có một niềm đam mê mãnh liệt với việc được đóng vai làm gái và trà trộn vào đường dây mua bán mại dâm, cho nên là chắc là nhạc phẩm tiếp theo thì mình sẽ được anh Hà viết cho một vai làm đĩ. Này là tổ chọn nghề, tổ chọn vai thì mọi người có thể đón xem mình đóng vai làm đĩ ở những tập tiếp theo. Nhưng mà Linh, bà mơ tới cái khúc nào? Em mơ tới khúc em đang massage cho khách. Trời ơi. Những bộ phim Đinh Ngọc Phi Thần sẽ phát hành vào năm 2035 các bạn. Và trước tiên thì Thông xin cảm ơn Flam đã tài trợ cho Thông cái bối cảnh nhận ngay để thực hiện được cái tập phim này. Thì nếu mà các bạn thích một cái bối cảnh thể lộn, các bạn thích một cái quán bar ngồi chill uống cocktail với nhau thì hãy tới 42E Võ Thị Sáu, phường Tân Định quận nhất tại đây và ngồi chill. Và lâu lâu mình cũng lên đây hay ngồi lắm nếu có đâu gặp được. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À, nhớ like và subscribe kênh Ảo Movie nha. Không ai chen được cái mỏ vô luôn á. Trời dễ vậy. Nhớ lên lầu 4 nha. Nhớ lên lầu 4 nha.